Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic, trang nghiêm thân khẩu ý cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Ngọc Trân thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con kính lễ quý sư, quý cô tu nữ, con xin kính chào quý học viên. Con xin thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sakyagami charupe ririsikaratate chantali khe vimane dibe rathe jagame taruvanagane yehawang thom hi khe te phong ma cha yan tu de wa chala thala visame yakhagantha panaga Titanta santi ke yang muni wara wajanang sa tavo me sunan tu thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta thamma savanakalo ayam padanta namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami tutiyam bibuddhang saranang gacchami tutiyam bidhammang saranang gacchami tutiyam bisanghang saranang gacchami tatiyam bibuddhang saranang gacchami tatiyam bidhammang saranang gacchami tatiyam bisanghang saranang gacchami iti biso bhagava arahang samma sambuddho vicca charana sambanno sugato lokavidu anuttaro purisaramasa Ratisattha deva manusanang buddho bhagavati nathi me saranang anyang buddho me saranang varang etena sacca vaccena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang badabang samvaruttamang buddheyo khalito doso buddho Kamatu tang mamang Swakato bhagavata dhammo sanditiko akaliko ehibasiko opanayiko pachatang weditapo winyuhitinathi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena sacca vaccena hontu me jayamangalang uttamangena vandehang dhammang charuvidhang varang dhammeyo khalito doso dhammo khamatu tang mamang subhatibhanno bhagavato savakasangho ujubhatibhanno bhagavato savakasangho Nyaya Bhattibhano Bhagavato Savaka Sangho Samichi Bhattibhano Bhagavato Savaka Sangho Yadidang Chattari Purisa Yugani Atha Purisa Bungala Esa Bhagavato Savaka Sangho Ahuneyo Pahuneyo Dakhineyo Anjarikaraneyo Anuttarang Bunya Khetang Loka Satinathi Me Saranang Anyang Sangho Me Saranang Warang Ete Nasacca Vacce Nahontu Me Jayamangalang Uttamang Yena Vandehang Sangchang Jaduvi Thottamang
Sankhe yo kalito do so sankho kamatu tang mamang Wanda mi che ti yang sa pang sa pa tha ne su ba ti ti tang sa ri ri ka tha tu ma ha Bo thing bo tha ru ban sa ka lang sa da Sam bu te a tha vi san cha do da san cha sa ha sa ke Pan cha sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa ha Te sang tham man cha sang khan cha a da re da na ma mi ha Nam a ka ra nu pha we na han tua sa pe u ba da we Aneka antaraya bivinasantua se sato Sambuthe pancha panya sancha chatuvi Sati saha saketa sata saha sani namami sirasa aham Te sang tham mancha sang khancha adare da namami ham Namakara nufawe naham toa sape ubat Kawe aneka antaraya piwina santu ase sato Sambuthe na vutara sate atha chattali sa saha sake Visati sata saha sani namami sira sa aham Te sang tham mancha sang khancha adare na namami ham Namakara nufawe nahantwa sabbe ubatawe Aneka antaraya bivina santu ase sato Sabbe burati maya disaya sata Awera suki hodu sabbe burati maya nu disaya sata Awera suki hodu sabbe dakina Yadi saya satta awera sukhi honu sape dakina Yanu di saya satta awera sukhi honu sape paichima Yadi saya satta awera sukhi honu sape paichima Yanu di saya satta awera sukhi honu sape utara Yadi saya satta awera sukhi hondu sape utara Yanuri saya satta awera sukhi hondu sape uparima Yadi saya satta awera sukhi hondu sape hetima Yadi saya satta awera sukhi hondu sape satta awera hondu sukhi ta hondu Nidoka hondu apya pecha hondu anika hondu Dika yuga hondu agoga hondu Sampati hisamichanto sukhi atanam Pariharanto dukha pata Chanik dukha faya pata Chanifaya soka pata Chanisoka hondu sape pipanino Akasatha jafumma tha devana ga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu sasanang Akasatha jafumma tha devana ga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu no garu Akasatha jafumma tha devana ga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu nyatayo Akasatha jafumma tha devana ga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu panino Akasatha jafumma tha devana ga mahitika Bunyang no anumodang tu jirang rakhang tu no sada Idang watano bunyang asawa kaya wahang hon tu anagate kale Sadhu 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 sadhu
Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất, chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học Pali ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và tiến hóa. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Tha Dạ. Xin chào các Phật tử Bụt Vi. Dạ, con kính đảnh lễ sư. Rồi. Giờ hôm trước thì chúng ta đang học bài số 5. Bài số 5. Trong bài số 5 này thì sau phần đoạn lịch sử thì có quá khứ phân từ, danh từ trung tính bị ngược cuốn như là a du, tuổi thọ, phần đàm thoại. Thì trước mình đã học xong phần lịch sử, phần ngữ vần. Bây giờ hôm nay thì thôi chúng ta học phần đàm thoại trước đi, rồi sau đó học bản chia. Nếu mà còn thời gian chúng ta học luôn phần quá khứ phân từ. Vậy chúng ta phải học phần đàm thoại. Theo phần đàm thoại, đàm thoại xin ai đó lợi viên và đến xin ai đó lợi viên. Ở đây mình có số phân, số phân, số phân xin chào Kasma Vila Yat Kita Agato Si Kasma Vila Yat Kita Agato Si A hằng tùy hằng Úc Bắc Cà Răng Ất Hùng Hí. A hằng tùy hằng Úc Bắc Cà Răng Ất Hùng Hí. A hồ Tàu Bắc Kinh Úc Bắc Cà Tùng Sắc Còn Hí. A hồ Tàu Bắc Kinh Úc Bắc Cà Tùng Sắc Còn Hí. Sô Giác Ma Nôm Hí Tao quá ô hòa tăng cho tung tích hà mi. Rồi chắc mà nôm hi tao quá ô hòa tăng cho tung tích hà mi. Rồi chắc mà nôm. Rồi chắc mà nô si kinh. Mày hàng cánh nít thắc cô cá nít hồ cà lắc cá tò a hồ xí mày hằng cá nít hồ cà lắc cá tò a hồ xí cách chế toàn sắp về hí mê phế dê dê hí nà nà hào bù vi nà hào bù xí áp tình hằng và cháu quế khắc xí áp thác nạc phu ná sò chi khắc xí cách chế toàn sắp về hí mê phế dê hí nà nà hào bù vì nà phà bù tí áp bình hằng phái cho mấy khách sĩ áp thác nà phù nà sổ chi sát sĩ. À, xem lại ha. Số phần các mà về là giá chi thác à gà tổ sĩ á hằng tùy hằng cũng có cà răng các phùng chi á hồ tàu quá kiên cũng bắt cà tùng sắc cổ mỹ sai cha mà nùm hi tao quá ô hòa đăng sô tùng ít hà mi sai cha mà nù si kìm mày hằng cá ni thù cà lắc cá tô a hồ si sai chế toàn sắp về hi mê phê dê hi na na phà mù vi na phà mù ti na phình hằng phà cháu ít khá si na tha na phu na sô chi sa si xuất hằng Kasma về là giá ít thác à gà tổ sĩ á hằng tùy hằng Úc Bắc Cà Răng Ất Hùng Hí á hồ Tàu Ác Kinh Úc Bắc Cà Tùng Sắc Cổ Mí Sắc Cổ Mí Tây Chá Mà Nùm Hí Tàu Ác Ồ Hà Tăng Sô Tùng Ít Hà Mí Tây Chá Mà Nù Sĩ Kinh Mày Hằng Cá Đích Hồ Cà Lắc Cá Tổ Á Hồ Sĩ Tây chế toàn sắp về hí mê phế dê hí na na phào bù vi na phào bù tí
Apun hang pajam vikhati Atha napuna so chi sa si. Rồi bây giờ ai đọc được giơ tay lên để tập đọc ha. Nên các khách mời lớp đọc. Dạ, dạ xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Su Phan xin chào. Kasman Velaya Itha Agatosi. Sao bạn lại đến đây giờ này? Ahang Quý Hăng Upakarang Atom Hi. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Aho Tawakin Upakatung Sakomi. Ô, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Sochamano Sochamanomhi Tawa Owadang Sotung Ichami. Tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sochamanosikin. Bạn đang buồn chuyện gì? Mayhang Kanito Kalakato Ahosi. Em út của tôi đã qua đời. Sắc chê toan sắp bê hí mê bí dê hí na na pha vô quý na pha vô tí áp phình hăng bác chá vác khá xí ác thá na pú ná sô chít xá xí. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta thương yêu đều phải đổi khác, biệt ly, thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư, con xin đọc đàm thoại xin ai đó lời khuyên. Xuất phân. Xin chào, Xuất Phân xin chào, Kasman Velaya Itha Agatosi, sao bạn lại đến đây giờ này? Ahang Tuy Hăng Upakarang Athamhi, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Aho Tá Quá Kinh Upakatung Sakumi, ồ tôi có thể giúp được gì cho bạn? Sô chá ma nùm hí, tá quá ô qua đăng sô tung ích cha mí. Tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sô chá ma nô xí kinh, bạn đang buồn chuyện gì vậy? Mây hăng ca nít thô, ca lá cát tô a hồ xí, em út của tôi đã qua đời. Sách chê toan sa bê hí mê bí dê hí na na pha vô quý na pha vô tí á phình hăng bá chá quê ca sĩ á thá na bù na sô xí xa xí. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta thương yêu đều phải đổi khác biệt ly thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Sắc ca bù na Anyena Pariya Yena, có thể có cách nào khác nữa chăng? Athi Samma Sochanto Toan Upacha Manang Sochachitang Sato Pachanahi. Có này bạn, khi sầu muộn bạn hãy chánh niệm, biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Sathu Sathu Bahu Santutthom Mi Bá hú san tu thom hí á hằng ta quá ô qua đăng bát tí bát chít xa mí. Hay quá, tốt quá, xin cảm ơn nhiều. Tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ, con xin hết ạ. Rồi, nãy mình đọc còn thiếu cái đoạn này hả? Dạ. Nãy sư không có đưa lên. Đúng rồi, tính là nó hết ở trên đó, hay là còn cái đoạn ở dưới. Hay thư, sư gõ cho hai cái đoạn kinh nó nằm cùng một trang đó sư, cho dễ đọc luôn. Đó, được. Đó, được.
Thì cho đoạn trên nó xuống dòng tí á sư. Dạ, dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Bạch sư, con xin đọc. Xin ai đó lời khuyên. Xuất phan xin chào. Xuất phan xin chào. Cát măng quê la giá ý thá Agato sĩ. Sao bạn lại đến đây giờ này? Á hăng tuy hăng Upakarang Á thâm hít. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Á hô tá quá kinh Upakatung Sắc cô mí. Ồ, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Sô chá ma năm hí tá quá ô hoa đăng sô tung ít cha mí. Tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sô chá ma nô xí kinh. Bạn đang buồn chuyện gì? Mây hằng cá nít thô ca lá cát tô á hô xí. Em út của tôi đã qua đời. Sá chê toan sắp bê hí mê bí dê hí na na pha vô quý na pha vô tí á phinh hằng bách chá quách khá xí á thá ná bú ná sô chít xá xí. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta thương yêu đều phải đổi khác biệt ly thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Sắc ca bú ná anh nhê ná bá rí già dê ná. Có thể có cách nào khác nữa chăng? Ác thí sam ma sô chăng tô tăng úp bách chá ma năng sô cá chí tăng sô xá tô bá cha na hí. Có này bạn, khi sầu muộn bạn hãy chánh niệm biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Sa thú sát thu bá hú săn tút thom hí á hăng tá quá ô hoa đăng bá tí bách chí sa mí. Hay quá, tốt quá, xin cảm ơn nhiều. Tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ, thưa sư, xin đọc. Xin ai đó lời khuyên. Chú Phân, xin chào. Chú Phân, xin chào. Cát măng. Cát măng. Quê lê giá. Ý thế. Ai ghét tôi xí. Sao bạn lại đến đây giờ này? Á hăng, tuy hăng. U bác ca răng. Ách thâm hí. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Ê hô, tái quá kinh, ú bác ca tâm, bác cô mí. Ồ, tôi có thể giúp gì, được gì cho bạn? Sô chá mênh nô, hí, tái quá ô qua đăng, sô tâm, ít cha mí. Tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sô chá mênh nô, sô chá mênh nô xí kinh, bạn đang buồn chuyện gì? Mây hằng. Canito, Kale, Kato, Eo Sĩ, em út của tôi đã qua đời. Sa Chê Tông, Sáp Bê Hí, Mê, Bí Dê Hí, Nên Na Phà Vô, Quý Na Phà Vô, Tí, Á Phinh Hằng, Bách Chá Quách Khá Sĩ, Á Thá, Na Bún Ná, Sô Chích Chá Sĩ. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta thương yêu đều phải đổi khác biệt ly thì bạn sẽ không sầu buồn nữa. Chắc ca bu ná anh nhê anh nhê anh nhìn ná bá rí dê dê ná. Có thể có cách nào khác nữa chăng? Át tí sám má trời chán tô trời chán tô toàn bát chè mênh năng chù cá chích tăng chá tô bát trần na hí này
có này bạn, khi sờ muộn bạn hãy chánh niệm giúp đỡ tâm sờ muộn đang sanh. Xe thú sát thú bé hú sanh tút thông hí á hăng tế quế a vô đăng ô qua đăng ba tí bát chít xe mí hay quá tốt quá, xin cảm ơn nhiều, tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ, xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ, thưa sư, con xin đọc ạ. Xúc hăng xin chào. Cách măng quê là giá ít khá a à, giá tốt xí. Tại sao bạn lại đến đây giờ này? A à, hằng tì hằng u ba ca răng ép thông hí. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. A à, hồ ta quá kinh u ba ca tung sắc cùng sắc cùng cô mí. Ồ, tôi có thể giúp bạn được gì? Được, tôi, ô, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Sô chá ma nông hí, ta quá, ô quan đăng, sô tung, ích chá mí. Tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sô chá ma nô hí tình, bạn đang buồn chuyện gì? Mây hăng, cánh nít thô, căn lá cắt tô, áo hồ xí. Em út của tôi đã qua đời. Xá chê toàn, sắc bê hí, mê, tí dê hí, na na pha vô, dí na pha vô, tí, áp xin hằng, tất cả vít, há xí, ép thả ná, ú ná, tô chích, xá xí. Nếu bạn thường xuyên quán tưởng rằng mọi thứ ta yêu đều phải đổi khác, biệt ly, thì bạn sẽ không cầu muộn nữa. Sắc ca, ú ná, anh nên ná, và ghi ra dê ná, có thể có cách nào khác nữa chăng? Ép khí, xăm má, xô xem, tô, toàn, ú bắt, trá, ma năng, xô tá, chích tăng, sát tô, và tràn na hí. Có này bạn, khi sầu muộn, bạn hãy chánh niệm, biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Sát thú, sát thú, báo hú sang tút, không hí, á hăng tá quá, ô qua đăng, ba tí bách, chích xa lý. Hay quá, tốt quá, xin cảm ơn nhiều, tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử An Trần. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc. Su Bang, xin chào. Kasman Velaya Itha Agatosi, sao bạn lại đến đây giờ này? Ahang Tuy Hang Upakaran Athumhi, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Aho Tawakin Upakatun Sakomi, ồ, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Sochama Nam hi ta quá ô hoa đăng sô tuân ít cha mi, tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sô cha ma no si kin, bạn đang buồn chuyện gì? Mây hăng kanito kalakato a hồ si, em út của tôi đã qua đời. Sa chê toàn sa bê hi mi hi dê hi na na ba vô vi na ba vô ti a bình hằng a cha vê ka si a tha na u na a si sa si. Nếu bạn thường xuyên quán tưởng rằng nếu bạn thường xuyên quán tưởng rằng
Mọi thứ ta yêu thương đều phải đổi biệt, đổi khác biệt lì thì bạn sẽ không sầu muộn. Sakka Puna Anyena Pariya Yena, tôi có thể làm cách nào khác nữa chăng? Athi Sama So Chanto Toan Apacha Manang So Kachitang Sato Pachanahi. Khó này bạn, khi sầu muộn, bạn hãy chánh niệm, biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Sa thú, sa thú, a hút san, thút tô, hí, a hăng, tá quá, ô và đăng, phá tí, phá chít, sa mí, hay quá, tốt quá. Xin cảm ơn nhiều, tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con xin đọc xin ai đó lời khuyên. Xuất phân xin chào, xuất phân xin chào. Kasman Velaya Itha Agatusi, sao bạn lại đến đây giờ này? Ahang Tuy Hang Upakarang Atthom Hi, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Aho Tawakin Upa Katum Sakumi, ồ, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Sucha Nanomhi Tawa Owadang Sotum Ichami, tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sucha Manosikin, bạn đang buồn chuyện gì? Mayhang Kanito Kala Kato Ahosi, em út của tôi đã qua đời. Sakche Toan Sapbehi Me Piyehi Nana Fawo Vina Fawo Ti Afinhang Pacha Wekhasi Athana Puna Sochisasi, nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta thương yêu đều phải đổi khác biệt ly thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Sakka Puna Anyena Pariya Yena, có thể có cách nào khác nữa chăng? Athi Samma So Chanto Toan Upacha Manang So Kachitang Sato Pachanahi, có này bạn, khi sầu muộn, bạn hãy chánh niệm, biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Xà thuốc, sát thuốc, ba húng săn tút thôm hí, á hăng tá hoa, ô quá đăng, ba tí, ba chít xa mí. Hay quá, tốt quá, xin cảm ơn nhiều, tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin đọc Xuất văn xin chào. Kasma Velaya Itha Agatosi, sao bạn lại đến đây giờ này? Ahang Tuy Hang Upakarang Athom Thi, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Aho Tavakin Upakatum Sakumi, ồ, tôi có thể giúp gì cho bạn? Sochamanomhi Tava Ovadam Sotum Ichami, tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sochamanosikin, bạn đang buồn chuyện gì? Mayhang Kaknito Kalakato Ahosi, em bố của tôi đã qua đời. Sách chê con, sách bê hí, mê, tí dê hí, nà bà vù, tí nà bà vù tí, áp phì nà hăng, phát chá bê khát xí, áp thá nà, phú nà, sô xí xá xí. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta yêu thương đều phải đổi khác, việc ly thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Sách chà, phú nà, anh nhê nà,
Pariya Veda, có thể có cách nào khác nữa chăng? Ati Samma Sochanto Tong Upachamanang Sokas Chitang Sato Vajanahi. Có này bạn, khi sầu muộn bạn hãy chánh niệm biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Sa thú, sát thú, bá hú sanh tút thôn hí, á hằng tá vá ô va đăng. Phát tí, phát chí xà mí, hay quá, tốt quá, xin cảm ơn nhiều. Tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Tina Nguyễn ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Supang xin chào. Supang xin chào. Kasma Velaya Itha Agatosi. Sao bạn lại đến đây bây giờ? Đến đây giờ này. Aham Thụy Hâm Upakaram Atomhi. Tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Aho Wakim Upakatum Sắc công hí, ồ, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Số chát mano manom hí, tát quá awa tâm số tung ít cha mí, tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Số chát mano sikim, bạn đang buồn chuyện gì? Mát hằng kanito kat la kato aho si, em út của tôi đã qua đời. Sát chê tom sape hít mê, pít dê hít. Nana Pawo, Wina Pawo Ti, Apingham, Pachatwe Katsi, Atthana Puna, Sosit Sati. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta yêu thương đều phải đổi khác biệt ly, thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Sakka Puna, Anyena, Pariya Yena, có thể có cách nào khác nữa chăng? Atthi Samma Sukanto Tom Upachamanang Sukachitang Sato Pachanahi. Có này bạn, khi sầu muộn bạn hãy chánh niệm biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Sa thu sát thu bahu san tu thuộc thom hi ahang ta wa o pa dang patipachisami. Hay quá, tốt quá, xin cảm ơn nhiều. Tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ thưa con, cảm ơn sư. Dạ con xin hết. Xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, xin đọc. Xuất phan xin chào. Xuất phan xin chào. Kasma quê la giá, ý thá, agato xí. Sao bạn lại đến đây giờ này? Hàng tùy hàng út bác ca răng át thơm hí, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. Á hồ táo quá kiên út bác ca tùng sắc cô mí, ồ tôi có thể giúp được gì cho bạn? Sô chá mà nồm hí táo quá ô hòa đăng sô tùng ít cha mí, tôi đang buồn, tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sô chá mà nô xí kiên, bạn đang buồn chuyện gì? Mày hàng cá nít thô Cà là át cát tô á hồ xí, em út của tôi đã qua đời. Xá chê tăng sáp bê hí mê, bí dê hí, nà nà phà vô, quý nà phà vô tí, á phìn hàm bác cháu quét khá xí, á thá ná, bú ná, sô chí xá xí. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta thương yêu đều phải đổi khác, biệt ly, thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Sắc ca, bú ná, anh nhê ná, Pariyan về ná, có thể có cách nào khác nữa chăng? Thích thí sạc má, sô chăn tô, toàn ú bách chá mà năng, sô cá chí tăng, xá tô, bá chà nà hí. Có này bạn, khi sầu muộn, bạn hãy chánh niệm, biết rõ tâm sầu muộn đang sanh. Xà thú, xá thú, bá hú sàn tú thòm hí, á hàng tá quá ồ hòa đàn bát, Patipachisami, hay quá, tốt quá, xin cảm ơn nhiều. Tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ thưa sư, xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ.
Xúc phăng xin chào, xúc phăng xin chào. Cát măng qua la giá ít thá. Aga tô xí, sao bạn lại đến đây giờ này? A hăng tuy hăng, upa karang. A thôm hí, tôi cần sự giúp đỡ của bạn. A hồ, ta qua kinh upa ka tung sắc cô mí. Ồ, tôi có thể giúp được gì cho bạn? Xôi chá ma nôm hí. Ta quá ô qua đăng sô tung ích cha mí. Tôi đang buồn. Tôi muốn nghe lời khuyên của bạn. Sô chá ma nô xí kinh. Bạn đang buồn chuyện gì? May hằng ca nít thô. Ca lá cá tô á hô xí. Em út của tôi đã qua đời. Sát chê toàn sát bê hí mê. Pi dê hí na na phá vô. Vi na phá vô tí. Á phin hằng. Pá cha quê, cá xí, át há ná, pú ná, sô chí, xá xí. Nếu bạn thường quán tưởng rằng mọi thứ ta thương, yêu đều phải đổi khác, biệt ly, thì bạn sẽ không sầu muộn nữa. Sá ca pú ná, à nhề ná, pá rí ra chê ná, có thể có cách nào khác nữa chăng? Át thí, xàm má, sô chăn tô toăng. Úp bá, chá ma năng, sô cá chít tăng, sát tô, pa cha na hí, có này bạn, khi sầu muộn, bạn hãy chánh niệm, biết rõ, tâm sầu muộn đang sanh, xà thú, sát thú, ba hú săn, tút thồm hí, á hăng, tá quá, ô hoa đăng, pa tí, pa chí, xà mí, hay quá, tốt quá, xin cảm ơn bạn nhiều, tôi sẽ thực hành theo lời khuyên của bạn. Dạ. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? À? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. Và bây giờ chúng ta sẽ học bản kia của danh từ Trung Kính Vị Nguyễn Phú. À, đây là bản kia đầy đủ. À, bản kia đầy đủ. Vì chúng ta xem bản kia đầy đủ à. Qua một bệnh rồi sau đó chúng ta sẽ chia theo bản chia tóm tắt. Chủ cách số ít a du số nhiều a du ní. Đối cách số ít a du số nhiều a du ní. Sử dụng cách số ít a du na số nhiều a du hí. Chỉ định cách số ít a du no a du sát số nhiều a du năng. Số sư cách số ít a du na a du ha a du ma số nhiều a du thí ta thuộc cách số ít a du no a du sa số nhiều a du năng định sở cách số ít a du thí a du minh số nhiều a du su câu cách số ít a du số nhiều a du ni đó là bản chia đầy đủ. À, vì chúng ta xem cái bản chia tóm tắt để mình tập chia. Rồi đây là bản biến cách của danh từ trung tính vì người phú như là ai vú. Thì để chia được cái bản chia này á, mình nhớ mình bỏ cái chữ phú ra, mình chỉ ra lấy là cái chữ A với chữ giá. Ở trong trường hợp này chữ U mình bỏ nó đi. Vì chữ U là vì người U là người ta đã đem xuống đây rồi. À, rồi mình tập chia. Phát thăm mà ê có vách chá ná à dú. Phát hú vách chá ná à dù à dù ní. Tú tí à ê có vách chá ná à dù. Phát hú vách chá ná à dù à dù ní. Tát tí à ê có vách chá ná à dú là có quá chân á à dù thí à dù thí chắc tốt thì ê có quá chân á à dù nô à dù xa có quá chân á à dù nàng bành cha mì ê có quá chân á à dù là à dù à dù mà có quá chân á à dù thí à dù thí chắc thì ê có quá chân á à dù nô à dù xa có quá chân á à dù nàng tất tâm mì ê có quá chân á à dù thí à dù mình. Ô quá chân á à dù xuống
lapana e có quá chân ayu có quá chân ayu ayu ni rồi nghe lại lần nữa ha. Quá tham mà e có quá chân ayu có quá chân ayu ayu ni tu ti ya e có quá chân ayu có quá chân ayu ayu ni tắc ti ya e có quá chân ayu na có quá chân ayu ti ayu ti chắc có thì e có quá chân ayu no ayu sa có quá chân ayu nang bằng cho mày e có quá chân ayu na ayu ha ayu ma có quá chân ayu ti ayu ti chắc thì e có quá chân ayu no ayu sa có quá chân ayu nang tất tâm mì e có quá chân ayu ti ayu mình có quá chân ayu tu lapana e có quá chân ayu có quá chân ayu ayu ni chúng ta có thể chia lại với bạn chia danh từ trung tính vị ngữ cú bằng danh từ ayu hoặc là một danh từ nào đó thành cùng bằng cú mà nó là trung tính mà mình biết mình có thể thay vào ở trong đây để mình tập chia. Rồi mời lớp chia tay lên để mình tập chia danh từ trung tính vị ngữ cú. Khánh mời lớp học chia một xíu. Dạ xin mời Phật tử Hạo Nguyễn á. Dạ bạch sư, con xin chia danh từ trung tính vĩ ngữ ú như là đa rú là củi ạ. Rồi. Dạ. Bạch sư con xin chia. Bát tha mà ê cá quá chánh ná đa rú. Bà hú quá chánh ná đa rú ní. Đủ tí già, đủ tí già ê cá quá chánh ná đa rung. Bà hú quá chánh ná đa rù đa rú đa rù ní tát tí già ê cá quá chánh ná đa rú na bà hú quá chánh ná đa rù hí đa rù phí chát tút thi ê quá ê quá ê cá quá chánh ná đa thú nô đa rú nô đa rú xá bà hú quá chánh ná đa rù năng bành chá mì ê cá quá chá ná đà rú na đà rùm ha đà rớt ma bà hú quá chá ná đà rù hí đà rù phí chát thi ê cá quá chá ná đà rú na đà rùm ha đà rớt ma bà hú quá chá ná đà rù hí đà rù phí chát thi ê cá quá chá ná đà rú nô đà rút xá bà hú quá chánh ná đà ru năng sát tá mì ê cá quá chánh ná đà rùm hí đà rút minh bà hú quá chánh ná đà ru xú a la pa ná ê cá quá chánh ná đà rú bà hú quá chánh ná đà ru ní. Dạ bà sư con xin hết ạ. Mà tự viết thêm hả? Dạ. Nè, cô Kim Cúc đi, cho anh Khánh bật. Thưa sư, con xin chia danh từ trung tính vĩ ngữ ú như là danh từ vá bú là thân thể sư. Rồi, vá bú. Dạ. Bà tha ma e cá vá chanh ná vá bú bà hú vá chanh ná vá bù ní đu tí gia e cá vá chanh ná vá phùng bà hú vá chanh ná vá quá bù quá bù ní ta tí già e cá va chan ná và bú nà bà hú va chan ná quá bú hí quá bù phí chắc tú thi e cá va chan ná
Vabuno Vabusa Bahuvachana Vabunang Panchami Ekavachana Vabuna Vabunha Vabusma Bahuvachana Vabuhi Vabufi Chakti Ekavachana Vabuno Vabusa Bahuvachana Vabunang Satami Ekavachana Vabumhi Vabusmin Bahuvachana Vabusu Athabana Ekavachana Vabu Bahuvachana Vabu Vabuni. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Bạch sư, con chia danh từ trung tính vĩ ngữ ú như là vách thú, đất, nền. Bát tha ma e ca quá cha ná, vách thú. Bá hú quá cha ná, vách thu ní. Đố tí gia e ca quá cha ná, vách thùng. Bá hú quá cha ná, vách thu ní. Tá tí gia e ca quá cha ná, quách thú na bá hú quách cha ná quách thu hí quách thu phí cách tút thì ê cá quách cha ná quách thú nô quách tút xá quách thút xá bá hú quách cha ná quách thù nằng bành cha mì ê cá quách cha ná quách thú na quách thùm hà quách tút mà bá hú quách cha ná quách thu hí quách thu phí chắc thì ê cá quá chá ná bát thú nô quách thú nô quách thú xá bá hú quá chá ná quách thù năng sách tá mì ê cá quá chá ná quách thùm hí quách thú mình bá hú quá chá ná quách thù xú à la quá ba ná ê cá quá chá ná quách thú bá hú quá chá ná quách thù quá thù ní. Con xin hết ạ. Dạ. Xin mời Phật tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc danh từ trung tính dĩ ngữ ú như là a du là tuổi thọ, Pathama Ekavachana a du, Bahuvachana a du a du ní, Yutiya Ekavachana a yun Bahuvachana Ayu Ayuni Tatiya Ekavachana Ekavachana Ayuna Bahuvachana Ayuhi Ayubi Chatuthi Ekavachana Ayuno Ayusa Bahuvachana Ayunang Panchami Ekavachana Ayuna Ayumha Ayusma Bahuvachana Ayuhi Ayubi Chathi Ekavachana Ayuno Ayasa Bahuvachana Ayunang Satami Ekavachana Ayumhi Ayusmin Bahuvachana Ayusu Alapana Ekavachana Ayu Bahuvachana Ayu Ayuni. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ trung tính vị ngữ ú như từ âm bú là nước. Tathama Ekavachana Ampu Bahuvachana Ampu Ambuni Yutiya Ekavachana Ampum Bahuvachana Ampu Ambuni Yutiya Ekavachana Ampuna Bahuvachana Ampuhi Ambuhi Yutiya Ekavachana Ampuna
ambusa pavachana ampuna panjami ka vachana ampuna ampuna ampusna pavachana ampuhi ampuhi sati ka vachana ampuno ampusa pavachana ampuna satami ka vachana ampu ampumhi ampusni pavachana ampusu alapana ka vachana ampu pavachana ampu ampumhi. Xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ thưa sư, con xin chia bằng những cách của danh từ trung tính vị ngữ ú như là ma thú mật ong ạ. Tất kháng ma eka vachana ma thú bahu vachana ma thú hi ní buddhiza eka vachana nát thùng bahu vachana nát thu nát thu ní tatiza eka vachana nát thu na bahu vachana nát thu hí nát thu phí chấp tu chấp tu thì eka vachana nát thu nô nát thu xá bahu vachana nát thu năng tanh chá ni eka vachana ma thu na ma thu ha ma thu ma ba hu qua cha na ma thu hi ma thu phí chấp thi e ca qua cha na ma thu no ma thu xá ba hu qua cha na ma thu năng tháp ta mi e ca qua cha na ma thu hi ma thu hi ma thu mi bà hu qua chân ná ná thu số a la pa ná e qua qua chân ná ná thu bà hu qua chân ná ná thu ná thu ní. Thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc danh từ tre nú đầu gối thưa sư. Ba tha ma e ka wa cha na e nu ba hu wa cha na tre nu hi du ti ya e ka wa cha na tre nam ba hu wa cha na tre nu ni ta ti ya e ka wa cha na tre nu na chè nu nè bè hu chè nè chè nu hí chè nu phí chè tút thì ê kè qua chè nè chè nu nô chè nút xé bè hu chè nè chè nu năng bánh chè mì chè ê kè qua chè nè chè nu nè chè nùm hà chè nút mà bà hô qua chân á chè nù hí chè nù phí chát thì ê kè qua chân á chè nù nô chè nút xá bà hô qua chân á chè nù nằng sát tà mì ê kè qua chân á chè nùm hí chè nút mình bà hô chân ná chè nù xú à lá bà ná ở kê qua chân ná chè nú bà hô qua chân ná chè nù hí. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ hôn đi. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin chia động từ chia danh từ trung tính, danh từ trung tính vĩ ngữ ú như là quát thú, đất hoặc là nền. Pathama e cá quá chá ná, quát thú. Ba hú quá chá ná, quát thù ní. Tút tí ra e cá quá chá ná, quát thùm. Ba hú quá chá ná, quát thù ní. Tát tí ra e cá quá chá ná, quát thú na. Ba hú quá chá ná, quát
thu hí quát thu phí chát tú thi ê cá quá chăn ná quát thú nô quát thú xá ba hú quá chăn ná quát thú năng pan chá mi ê cá quá chăn ná quát thú na quát thùm hà quát thú xì mà quát thú xì mà ba hú quá chăn ná quát thú hí quát thú phí quát thu hí quát thu phí chát thi ê cá quá chăn ná quát thú nô quát thú xá ba hú quá chăn ná quát thu năng sát tá mi ê cá quá chăn ná quát thùm hí quát thú mình ba hú quá chăn ná quát thu xú a lá pa ná ê cá quá chăn ná quát thú ba hú quá chăn ná quát thu quát thu ní. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bà sư, con chia bản biến cách danh từ trung tính vị ngữ ú như là chắc khú là mắt, có được không sư? Bà thăm bà thăm mà ê cá quá chán á chắc bà hú quá chán á chắc khu chắc khu ni chắc khu ní tí gia ê cá quá chán á chắc khung bà hú quá chán á chắc khu ní ta tí gia ê ê cá quá chán á chắc khu na bà hú quá chán á bắc khu hí chắc khu phí chá tu thi chá tu thi ê cá chá quá ná chắc quá dạ ê cá quá chá ná chắc khu nồ chắc khu xá bà hú quá chá ná chắc khu năng pan chá mi ê cá quá chá ná cha kuma cha kumha cha kusma ba hú quá chá ná cha ku hí cha ku phí chát thi ê cá quá chá ná chát khu nô chát khu xá ba hú quá chá ná chát khu năng sát tâm mi ê cá quá chá ná chắc khu hí chắc khum min ba hú quá chá ná chắc khu xú a la pa ná ê cá quá chá ná chắc khu ba hú quá chá ná chắc khu ni. Dạ bạch sư con xin hết. Xin mời Phật tử Lan Lê. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ đa nú là cây cung. Ba tam bà ê cá ba chan á đa nú ba hu ba chan á đa nú ní nú ti già ê cá ba chan á đa nú ba hu ba chan á đa nú ní ta ti già ê cá ba chan á đa nú nhà ba hu ba chan á đa nú ní đa nú phí chắc tu thì ê cá ba chan á đà nú nồ đà nú xá ba hô ba chan á đà nú nào đà nú nào thành trang vì ê cá ba chan á đà nú ná đà nú hà đà nú mà ba hô ba chan á đà nú ví đà nú phí chắc thì ê cá ba chan á đà nú nồ đà nú xá ba hô ba chan ná đà nu đào sa tam mì ê ca ba chan ná đà nu hí đà nu mì ba hô ba chan ná đà nu su a la pa ná ê ca ba chan ná đà nu ba hô ba chan ná đà nu ní. Dạ thưa sư con xin hết. Dạ xin mời Phật tử Hoa Nguyễn. Dạ xin chia danh từ á xuống nước mắt.
Bathama ekavachana asu bahuvachana asu asu ni tatiya ekavachana asu bahuvachana asu asu ni tatiya ekavachana asu na bahuvachana asu hi asu fi chatuthi ekavachana asu no asu sa bahuvachana asu na panchami ekavachana asu na asu ha asu ma bahuvachana asu hi asu fi chatthi ekavachana asu no asu sa bahuvachana asu na satami ekavachana asu hi asu ni bahuvachana asu tu alapana ekavachana asu bahuvachana asu asu ni dạ con xin hết. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ thưa sư đã hết rồi. Đó là phần danh từ trung tính về ngữ ú như là ai chú. Sau này mình gặp các danh từ mà cần cùng bằng ú trung tính thì nó sẽ có cách chia giống như cái bản này. Bây giờ chúng ta trở lại phần bài học ở đây còn gì nữa. Giờ mình học phần bất biến quá quá khứ phân tử ha. Quá khứ phân tử quá khứ phân tử về cách hình thành. Quá khứ phân tử trong tiếng Mali được hình thành từ các ngữ căn của động từ hay thành phần cơ bản của động từ ghép với bốn tiếp vị ngữ là tá nát tá văn phụ tá vi. Vậy thì mình có bốn tiếp vị ngữ để dùng để hình thành quá khứ phân tử. Trong bài học này chúng ta chỉ học về cách hình thành quá khứ phân tử dựa trên các động từ cơ bản ghép với tiếp vị ngữ tá. Vậy thì ở bài học này thì mình chỉ học một trường hợp tiếp vị ngữ tiếp ngữ tá thôi, và tiếp ngữ tá này nó được ghép với động từ cơ bản là ở trên thì nó ghép với căn của động từ hoặc là với động từ cơ bản, ở đây thì nó chỉ ghép với động từ cơ bản. Đó là phần mình cần chú ý. Rồi tiếp viên người ta được ghép qua với thành phần cơ bản của động từ có nguyên âm ý xen giữa làm trung gian. Ở đây người ta nói gì? Tiếp người ta được ghép qua với thành phần cơ bản của động từ và có nguyên âm ý xen giữa làm trung gian. Về khi trước khi ghép với tá thì nó được xen vào một chữ ý. Ví dụ ở đây mình có động từ cơ bản là phải chết tí, mình viết nó là phải chát, thì mình ghép với ý, nên mình xen ý vào. Khi mình xen ý vào thì cái chữ á thì mình phải bỏ nó đi, rồi mình cộng thêm cái chữ tá thì chúng ta được là phải chí tá. Phải chí tá. Hoặc là ở đây mình có cha na thì mình cũng xen ý vào, rồi cộng với tá thì nó cha ni tá. Dịch thì chúng ta dịch nó là đã biết, đã nấu. Quá khứ phân từ thì dịch giống như là quá khứ, là đã. Hoặc là ở đây chúng ta có các rô thì xen vào chữ ý cộng với tán thì chúng ta được là các ý tán, đã làm. Hoặc là DC thì chúng ta cũng xen vào chữ ý cộng với tán, nó là DC tán, đã thuyết. Vậy nói cho gọn lại đó là quá khứ phân từ, cách hình thành quá khứ phân từ với động từ cơ bản đó là mình cộng thêm ý tán với bốn dạng động từ, dù động từ đó tận cùng bằng á, bằng a, bằng o hoặc là bằng e thì nó cứ cộng thêm ý tán vào, rồi dịch nó là đã, là mình có được quá khứ phân từ. Bây giờ mình xem cách sử dụng. Cách sử dụng
Cách sử dụng thứ nhất đó là quá khứ phân từ trong tiếng Pali được sử dụng như một tính từ, tức là nó phải đồng tính, đồng ngữ cách, đồng ngữ số với danh từ mà nó phụ thuộc. Vậy quá khứ phân từ nó dùng như là tính từ, tức là nó phải đồng tính, đồng cách, đồng số với danh từ mà nó phụ thuộc. Ví dụ ở đây người ta cho mình là gì? Mathupayan Pujita Tuccha Takumari Ye Hang Pati Niwati Pati Niwati Công chúa Sujata, công nương Sujata khi cúng dường cơm sữa đã trở về nhà. Thì ở đây mình có chữ Pujita, nó đóng vai trò giống như là tính từ của chữ Sujata Kumari. Sujata Kumari. Cái trường hợp thứ hai đó là Puresena Chindito Rukho Gehasa Uparipati. Cây khi bị người nông dân đốn đã ngã trên căn nhà. Thì ở đây cái chữ Chindito thì nó đồng cách đồng số với chữ Rukho. Chữ Rukho đó là trường hợp thứ nhất ai dùng như là tính từ. Cái trường hợp thứ hai đó là quá khứ phân từ được dùng thay thế cho danh từ để diễn đạt ý nghĩa và làm chủ từ hay thúc từ trong câu, dùng như là danh từ. Thì ở đây mình có thí dụ như là Maru Inti Yesu Sangwari Tăng Napasahati Atma không uy hiếp được người thu thúc cá cằn. Thì ở đây mình thấy là Sangwari Tăng, Sangwari Tăng là thu thúc, nhưng mà ở đây nó được dịch là sao? Người thu thúc, người thu thúc dùng như là danh từ, đó là quá khứ phân từ dùng như là danh từ, tức là nó dùng thay thế cho danh từ. Cái trường hợp thứ hai đó là Uyane Gato Rajakumaro Chunang Pasi. Thái tử khi đi vào trong vườn thượng viện đã nhìn thấy người già. Thì ở đây cái chữ chinh năng đó, đúng ra nó chỉ dịch là đã già thôi, nhưng vì nó dùng như là một danh từ cho nên nó được dịch là người già. Người già thì khi mà nó dùng như là danh từ đó, thì nó thay thế cho danh từ đó và chúng ta sẽ thấy là nó không có danh từ xuất hiện, không có danh từ xuất hiện để bổ nghĩa cho nó. Thì đó trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba đó là quá khứ phân từ đôi khi được dùng trong nghĩa thụ động thể, dùng trong nghĩa thụ động thể, trong nghĩa thụ động thể. Khi mà nó được dùng trong nghĩa thụ động thể thì thường nó sẽ có một danh từ ở cách thứ ba. Ví dụ ở đây chúng ta có là Bodhisattva Khatikara Pramukna Papachita Parikharani Dadito Ahosi. Dadito Ahosi. Đức Bồ Tát đã được Phạm Thiên Khatikara dâng các vật dụng dành cho bậc xuất gia. Thì ở đây đó là Đức Bồ Tát được Phạm Thiên. Thì cái chữ Dadito Ahosi ở đây tức là được, được ai đó cho cái gì. Thì khi mà nó dùng trong cái nghĩa là được hay là do gì đó thì nó dùng cho nghĩa thụ động thể, có cái phân từ dùng cho nghĩa thụ động thể. Và cái cách thứ ba ở đây đó là Khatikara Pramukna. Câu số 2 Yagupata Dini Maha Chane Hi Thikhu Sang Kassa Pô Chê Tùng A Hari Tà Ni A Hê Sùng. Vật thực, những vật thực như cơm, cháo vân vân đã được dân chúng mang đến để cúng dường Thì Khu Tăng.
Thì ở đây mình có là aharipani là quá khứ phân tử, và danh từ ở cách thứ ba ở đây đó là mahajanehi. Thì đây là trường hợp mà quá khứ phân từ nó được dùng như là dùng trong ý nghĩa thuộc đồng thể, dùng trong ý nghĩa thuộc đồng thể. Vậy chúng ta sẽ thấy là quá khứ phân từ được sử dụng ở ba trường hợp. Thứ nhất là nó dùng như là tính từ, tức là đồng tính, đồng cách, đồng số của danh từ mà nó phụ thuộc. Thứ hai là nó dùng như là danh từ, dùng làm chủ từ ở trong câu hoặc là túc từ ở trong câu. Thứ ba là nó dùng trong cái ý nghĩa thuộc đồng thể, tức là trong cái cách sử dụng đó thì cái câu, trong cái câu đó thì nó có một danh từ cách thứ ba xuất hiện. Và đây là một số quá khứ phân từ. Mình có akita, atiwa sita, anugachita, aharita, uganita, jahita, jahita, dalita, pakita, papajita, papunita, pilita, pojita, kunjita, likita, wandita, viharita, sayita. Thì ở đây là nó đã hình thành quá khứ phân từ. Thì cái khó của chúng ta ở đây đó là khi mình đọc á, là mình phải biết là cái danh từ này ở dạng động từ cơ bản nó là cái gì, nó ở dạng nào, dạng A, dạng A, dạng O hay là dạng E. Mặc dù khi hình thành thì nó như vậy, mình phải tập ghi nhận nó là các động từ này nó ở dạng nào. Thí dụ như là papunita đã đắt thì nó động từ cơ bản của nó là papunati, papajita thì papajati. Chúng ta phải nhớ thêm cái đó nữa, tức là mình phải nhớ ở dạng động từ cơ bản để khi người ta cho thì mình biết cách hình thành. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc các một số quá khứ phân từ này tí đi. Mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc một số quá khứ phân từ ạ. Athitita đã quyết định. Athikwasita đã chịu đựng. Anugachita đã đi theo. Aharita đã mang đến. Uganhita đã học. Charita đã đi bộ. Chahita đã từ bỏ. Dalita đã cho. Patita đã đọc. Papachita đã xuất gia. Papunita đã đắc. Piwita đã uống. Pujita đã cúng dường. Punjita đã ăn. Likita đã viết. Wandita đã đánh lễ. Viharita đã trú. Sajita đã ngủ. Và bà sư con xin hết ạ. Xin mời cô Diệu Bảo ạ. Dạ, con xin đọc một số quá khứ phân từ. Adithita đã quyết định. Athiwasita đã chịu đựng. Anugachita đã đi theo. Aharita đã mang đến. Uganhita đã học. Charita đã đi. Giờ xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc. Pachita đã xuất gia. Panurita đã đắc. Pawita đã uống. Uchita đã cúng dường. Bujita đã ăn. Likhita đã viết. Wandita đã đảnh lễ. Viharita đã trú. Sajita đã ngủ. Con xin hết ạ.
Dạ thưa sư, con xin đọc một số quá khứ phân từ. Athithita đã quyết định, Athivasita đã chịu đựng, Anugacchita đã đi theo, Aharita đã mang đến, Ugganhita đã học, Charita đã đi bộ, Chahita đã từ bỏ, Darita đã cho, Bhatita đã đọc, Bhapachita đã xuất gia, Papunita đã đắc, Bivita đã uống, Puchita đã cúng dường, Punchita đã ăn, Lihita đã viết, Wandita đã đảnh lễ, Viharita đã trú, Sayita đã ngủ. Thưa sư xin hết. Tự tiên mã. Dạ, thưa sư xin đọc một số quá khứ phân từ. Athithita đã quyết định, Athivasita đã chịu đựng, Anugacchita đã đi theo, Aharita đã mang đến, Utkanhita đã học, Charita đã đi bộ, Chahita đã từ bỏ, Dadita đã cho, Bhatita đã đọc, Bhapachita đã xuất gia, Panunita đã đắc, và Buni tế đã đắc, Bí quý tế đã uống, Bù trí tế đã cung dường, Bùn chi tế đã ăn, Ly khí tế đã viết, Quan đi tế đã đảnh lễ, Quý hà ri tế đã trú, Xé dí tế đã ngủ. Và thưa sư xin hết. Dạ, xin mời học tử An Trần. Dạ thưa sư, con xin đọc một số quá khứ phân từ. Athithita là đã quyết định, Athivasita đã chịu đựng, Anugacchita đã đi theo, Aharita đã mang đến, Ugganhita đã học, Charita đã đi bộ, Chahita đã từ bỏ, Dadita đã cho, Bhatita đã đọc, Papachita đã xuất gia, Papunita đã đắc, Vivita đã uống, Puchita đã cúng dường, Punchita đã ăn, Dikita đã giết, Pandita đã đảnh lễ, Viharita đã trú, Sajita đã ngủ. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Ngài bạch sư, con xin đọc với một số quá khứ phân từ. Athithita là đã quyết định, Athivasita là đã chịu đựng, Anugacchita là đã đi theo, Aharita là đã mang đến, Ugghahita là đã học, Charita là đã đi bộ, Chahita là đã từ bỏ, Dadita là đã cho, Patita là đã đọc, Papachita là đã xuất gia, Papunita là đã đắc, Pivita là đã uống, Puchita là đã cúng dường, Punchita là đã ăn, Tikita là đã viết, Wandita là đã đảnh lễ, Viharita là đã trú, Sajita là đã ngủ. Bạch sư, con xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin đọc một số quá khứ phân từ ạ. Athithita đã quyết định ạ. Athivasita đã chịu đựng. Anugacchita đã đi theo. Aharita đã mang đến. Ugganhita đã học. Charita đã đi bộ, Chahita đã từ bỏ, Dadita đã cho, Bhatita đã đọc, Papachita đã xuất gia, Papunita đã đắc,
Bí quý tá đã uống. Pù chí tá đã cúng dường. Pùn chí tá đã ăn. Lý khí tá đã viết. Quan đí tá đã đảnh lễ. Ví há rí tá đã chú. Xa dí, xá dí tá đã ngủ. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Thưa sư, con xin đọc một số quá khứ phân từ. Athithita đã quyết định. Athiwasita đã chịu đựng. Anugachita đã đi theo. Aharita đã mang đến. Utganhita đã học. Charita đã đi bộ. Chahita đã từ bỏ. Dadita đã cho. Pathita đã đọc. Papachita đã xuất gia. Papunita đã đắc. Pivita đã uống. Uchita đã cúng dường. Pumchita đã ăn. Vikita đã viết. Wandita đã đảnh lễ. Viharita đã trú. Sayita đã ngủ. Giờ thưa sư xin hết. Xin mời học tử Lan Lê. Giờ thưa sư, con xin đọc một số quá khứ phân từ. Atithita đã quyết định. Adivasita đã chịu đựng. Anugachati đã đi theo. Anugachita đã đi theo. Ahavita đã mang đến. Ugyahita đã học. Chahita đã đi bộ. Chahita đã từ bỏ. Dadita đã học. Dadita đã cho. Patita đã đọc. Papachita đã xuất gia. Bhavunita đã đắc. Bhavita đã uống. Bhuchita đã cúng dường. Bhuchita đã ăn. Lekita đã viết. Vandita đã đảnh lễ. Viharita đã trú. Sajita đã ngủ. Giờ thưa sư con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin học ạ. Một số quá khứ phân từ. Athithita đã quyết định. Athiwasita đã chịu đựng. Anugachita đã đi theo. Aharita đã mang đến. Ukkhanhita đã học. Chadita đã đi bộ. Chahita đã từ bỏ. Dadita đã cho. Pachita đã đọc. Pachita đã xuất ra. Pathita đã đắc. Tí hí tá đã uống. Phu chí tá đã cúng dường. Phung chí tá đã ăn. Lý chí tá đã viết. Văn lý tá đã đảnh lễ. Nhà lý tá đã trú. Sa lý tá đã ngủ. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Rồi thôi vậy mình cũng hết giờ rồi, chúng ta tạm nghỉ ở đây ha. Mời cô Phúc Việt Chung. Dạ. Dạ, chúng con xin được tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học Bali ngày hôm nay ạ. Dạ, bài học đã kết thúc. Kính mời đạo hữu Tịnh Hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báo có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha, dạ. Nam Mô Tham Ma, dạ. Nam Mô Sang Kha, dạ. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi hướng phước báo của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Chavamatha Devanagamahitika Punyang no anumodan tuchirang rakhantasasanang Akasatha Chavamatha Devanagamahitika Punyang no anumodan tuchirang rakhantunogaro Akasatha Chavamatha Devanagamahitika Bốn nhãn nô anu mô đàn tu chi răng ra khán tu nhà ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca
Bồn nhang nô anu mô đàn tư chi răng ra khăn tư bà ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua ná ca ma hê chú ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tư chi răng ra khăn tư bà ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua ná ca ma hê chú ca. Bồn nhang nô anu mô đàn tư chi răng ra khăn tư nô sa đà. Y đăng vật tân nô bồn nhang a sa vá kha yá vá hăng hô tu a na gá tê ká lê sa thú sa thú sa thú sa thú sa thú. Đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Bali 2 vào các ngày thứ 5 hàng tuần vào lúc 19:30. Kính chúc tất cả an vui trong cuộc sống. Dạ chúng con kính chúc sư ngủ ngon ạ. Dạ kính mời cả lớp nghỉ ạ. Dạ con kính đảnh lễ tri ân sư ạ.